Nếu các bạn đang đi tìm kiếm một chiếc xe tải nhẹ trọng tải 990 kg mà có một mức giá rẻ nhất, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà tốt nhất ở trong phân khúc giá 200 triệu đổ xuống. Đó là chiếc xe TMT K01S của nhà máy Cửu Long. Nó là cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm xe tải nhẹ 990 kg tốt nhất trong cái tầm giá dưới 200 triệu. Tại sao mình nói là tốt nhất? Tại vì cái sản phẩm này, nếu mà tính vào năm 2019, mình chưa giới thiệu, vì năm 2019 cái sản phẩm này chưa ra mắt. Năm nay đã ra mắt rồi, mình xin giới thiệu đến các bạn. Qua cái quá trình trải nghiệm thực tế của mình, mình cảm giác là đây là một trong những cái sản phẩm mà trong tương lai mọi người sẽ đón nhận rất là nhiều, và nó thực sự là rất là tốt. Chiếc xe này là chiếc xe thùng lửng. Đây các bạn nhìn này, nó là chiếc xe thùng lửng có một màu xanh dương như thế này. Thì sản phẩm của TMT Cửu Long này thì mới được ra mắt đầu năm 2020, và nó có 3 màu đặc cơ bản: màu trắng như các bạn thấy ở trên kìa, đấy là màu trắng, màu bạc và màu xanh dương như thế này. Đây là một cái sản phẩm thùng lửng, chiều dài thùng của nó là 2m7. Thì với khoảng 200 triệu thì chúng ta sẽ có rất nhiều lựa chọn, như là Kenmo này, như là Taco, rồi là Đông Ben, thì nó cũng có cái phân khúc này. Thế nhưng mà chúng ta chỉ có cái xe này là cái xe mà có cái thùng dài nhất đến 2m7. Và chúng ta có một cái sản phẩm có một cái bộ máy với cái tiêu chuẩn khí thải hoàn toàn mới là Euro 5. Euro 5 này tiết kiệm nhiên liệu hơn, chúng ta tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 5,5 lít trong 100 km thôi. Với những cái sản phẩm khác thì chắc chắn nó sẽ hơn. Đấy, ví dụ như Kenmo hiện tại là Euro 4, tiêu thụ nhiên liệu vẫn khoảng 6,5 lít, chứ không thể được 5 lít như thế này. Ok, chúng ta có một cái thùng dài 2m7, rộng khoảng 1m460 và nó cao 35cm. Đấy, nếu mà thùng bụi bạt thì nó sẽ cao hơn. Và đằng sau này các bạn nhìn, đằng sau nó cũng rất bình thường thôi, nhưng quan trọng là khi mà cái xe này, tại sao mình nói cái sản phẩm này là tốt nhất? Nếu các bạn mua, các bạn hãy đẩy thử để cho các bạn thấy, thì khi mà mình đẩy như này thì các bạn sẽ thấy cái gì? Nó là cái sự chắc chắn của chiếc xe, cái sự trau chuốt, cái sự lắp ráp tốt của chiếc xe nó như thế nào. Đấy, các bạn đi mua xe hãy làm như mình. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái lốp phụ này, có hệ thống khung gầm rất là chất lượng. TMT là một trong những cái đơn vị họ có 15 năm kinh nghiệm lắp ráp ô tô rồi. Những cái sản phẩm của họ các bạn nhìn thấy trên thị trường rất nhiều, những cái sản phẩm xe tải cỡ lớn. Và họ bây giờ họ bắt đầu lắp ráp các cái sản phẩm xe tải nhẹ cỡ nhỏ này. Thì mình tin rằng với cái kinh nghiệm của họ, họ đã sáng tạo ra những chiếc xe mà thực sự nó rất tốt trong phân khúc. Đây, cái sản phẩm này vẫn chạy xăng nhé các bạn. Đây là chỗ tiếp nhiên liệu của cái sản phẩm này. Khoảng sáng gầm của cái sản phẩm này nó chỉ rơi vào khoảng 25 đến 30 phân thôi, thì cho phép các bạn là lội nước an toàn ở mức 30 đến 50 cm. Ở bên cạnh này chúng ta vẫn có một cái logo giống ở bên kia thôi. Đây là tên sản phẩm K01S này. Chúng ta có khóa cờ ở đây, tay nắm nhựa cứng, chất lượng cũng ổn. Đây là đề can của xe này. Đằng này chúng ta có một cái bộ xi nhan, hai cái đèn xi nhan. Mời các bạn vào cabin, chúng ta sẽ khám phá cái cabin này. Thì như mình nói, một trong những cái điểm mà khiến cho cái sản phẩm này tốt nhất ở trong cái tầm giá này, đó chính là một cái hệ thống FM radio, một cái hệ thống camera lùi, camera hành trình được tích hợp sẵn màn hình như thế này. Kích thước màn hình nó rất là lớn, nó khoảng 8 inch, hơn 8 inch một tí, và chúng ta có đầy đủ các cái chức năng, như là đây là một cái hệ đường, là một cái bộ camera lùi, camera hành trình chạy Android, có Bluetooth, và nó có thể là sử dụng để giải trí và dẫn đường, tất cả mọi thứ rất đầy đủ. Này, khi mình vào số lùi các bạn nhìn đấy, tự động là camera sẽ chuyển vào số lùi đó. Thì cái sản phẩm này được trang bị đầy đủ ở cái phân khúc 200 triệu thì chúng ta với đa phần là những cái chiếc xe cũng đều được trang bị đầy đủ, từ trợ lực lái điện, kính điện, khóa điện, cho đến điều hòa hai chiều, tất cả mọi thứ cũng đầy đủ, đèn trần này đầy đủ hết. Chỉ một cái ghế nó là ghế ấy thôi, ghế vẫn là ghế lỉ thôi. Ok, thì mình sẽ nói qua một chút về cái máy, cái động cơ của sản phẩm này. TMT thì họ không thể nào lựa chọn được một trong những cái đơn vị mà nó không uy tín. Họ sử dụng cái bộ máy của Đông Phong 1.2 lít, có công suất cực đại là 65 kW ở 6.000 vòng. Mô men xoắn nó rơi đâu đó khoảng hơn 100, thì cho phép các bạn lội nước này, cho phép các bạn leo đồi, leo núi, tất cả mọi thứ ok. Thế đây là một sản phẩm mà mình đánh giá cao nhất ở cái mức, ở cái trải nghiệm trên vô lăng. Nó là cái trải nghiệm thực tế, cái cảm giác lái. Nếu các bạn có dịp đến đây, hãy đến với mình sẽ cho các bạn lái thử khoảng 3-4 dòng xe để các bạn cảm nhận được cái cảm giác lái của cái sản phẩm này. 200 triệu, chỉ có cái sản phẩm này là tốt nhất.
Nếu các bạn quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.